Vì đầu tiên, khi nói tới Nokia, người ta nghĩ ngay tới thương hiệu điện thoại, nhưng đây là Smart TV. Thực chất, Nokia cấp phép cho bên thứ ba, mà ở đây là công ty Flipkart, được sử dụng thương hiệu Nokia cho sản phẩm Smart TV của hãng. Được biết, Flipkart là nhà bán lẻ thương mại điện tử lớn tại Ấn Độ. Đây là lần đầu tiên công ty này tung ra thị trường nhãn hàng Smart TV. Sản phẩm Smart Android TV sử dụng công nghệ đèn LED cho độ phân giải Ultra HD kích cỡ 55 inch. TV được trang bị bộ đôi loa 24W, Công nghệ âm thanh JBL của Harman, tỷ lệ màn hình 16 chia 9, tỷ lệ làm tươi khung hình 60 Hz, TV hỗ trợ Dolby Vision và HDR10, có sẵn 3 cổng HDMI và 2 cổng USB. Smart TV đầu tiên mang thương hiệu Nokia được bán ra 589 đô la Mỹ tại thị trường Ấn Độ. Sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường từ ngày mùng 10 tháng 12.